Rồi, đây là cái con chuột đó các bạn. Nó gồm có cái nút share này nè ha, và cái nút bấm này ha. Rồi bây giờ cái nút share này nè, lâu ngày nó sẽ bị hư, hoặc là nút bấm sau này bị hư, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để hết nha. Giờ nó không hư nhiều. Bây giờ nó để xuống đây là mình lướt nè các bạn, mình lướt nè. Bây giờ mình thấy các bạn thấy nè, lướt nè, nó chán vậy lắm. Nè, lướt nè. Mà cái hình nó nhảy lung tung beng à, nó không có được như ý muốn của mình. Như vậy thì bây giờ mình sẽ làm sao để mà mình chỉnh nó lại cho nó như ý muốn mình. Nó lướt nè, các bạn thấy để đây nha. Đó, lướt nè. Lướt nó gì đáng ra nó chạy phải không? Nó không chạy nè. Nó chạy cà giật à. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách xử lý nha, con chuột như thế này. Rồi chuột Bluetooth á, nó có một cái Bluetooth gắn đây nè. Đây nè, cái đồ nhận đây nè. Được, con này nó phải phát Bluetooth ra để nó nhận. Thì cái cách xử lý nó để như thế nào để cho nó nhanh lại nha, trong quá trình mình sử dụng để mình mua chuột khác cũng ổn nhé. Rồi con chuột này á, mình lật ở bên dưới nè các bạn. Mình mở cái cục pin nó ra nha. Rồi nó có một cục pin trên cái đế của bốn con chuột này nè, giống như bốn cái chân gì đó. Mình khựng nó lên nha, mình lấy cái vật nhọn mình khựng nó lên, móng tay cũng được nha. Rồi nó có con ốc nằm dưới đây nè các bạn thấy không, bốn cái là bốn ốc. Rồi mình sẽ vặn nó ra, vặn bốn ốc này ra nha. Các bạn nhớ nha, làm phải quay phim lại nè, nó có cái đầu này nè ha, mở lên nhẹ nhẹ để thôi nó rớt đồ ra rồi, rồi không 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 biết gắn lại ha. Đó, cái này là nó nằm trên này nè. Mình dính cứng kháng này ha. Cái khúc này là cái khúc khó nha các bạn. Các bạn cẩn thận từ từ từ. Đó, mở lên. Rồi, nó nằm một cái bộ nó gì nè. Đó, nó làm gì đi. Chuột này nó làm cũng công nghiệp quá. Nó có cái lỗ này các bạn thấy không? Có cái lỗ này, gắn vô đây cái lỗ này nè. Bây giờ mình để xuống cái đi. Trong đây nó có mấy cái con chip rồi này kia, bóng đèn rồi này ha, lâu ngày bóng đèn nó cũng bị hư nữa này các bạn ha. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ chùi, nhiệm vụ của mình là chùi cái này nè. Rồi mình sẽ chùi cái này nè, mình lấy cái này ra nha các bạn, gỡ nó ra. Mở này ra nè, mở này ra đó, mở lên, banh này ra, chùi này ra nè. Cái này là cái công tắc nè, hai công tắc nè, cái này là cái nút ấn của con chuột nè, bấm xuống nè, thấy không? Rồi bây giờ mình chỉ vệ sinh đó, cái bánh xe này, vệ sinh cái bánh xe trước nha, vệ sinh từ từ, rồi, ủa, nói về vệ sinh này trước mà. Rồi tiếp tục vệ sinh cái này nha các bạn. Ở trong đây nó có con biến trở nè các bạn thấy không? Khi cái này nó xoay á là cái con biến trở nó sẽ xoay cái này nha các. Giờ mình cho nó một tí RB7 vô. Chỗ này nè. Đó, nó xoay đây. Giờ mình sẽ xịt một miếng RB7 vô nha các bạn. Hoặc là dầu lửa cũng được nha. Hoặc là các bạn có thể dùng cồn khô độ nha, rồi xịt nó dần. Cồn này nó sẽ bốc hơi nha các bạn, bốc hơi. Rồi, xịt thêm miếng nữa.
mấy cái nút này lâu nó không ăn á, các bạn cũng xịt cồn luôn nha, xịt cồn luôn. Lau con mắt dưới đây nữa nha các bạn, lau con mắt dưới đây nữa nè, lau con mắt dưới này nữa nè, kính dưới này nè ha, mình sẽ lau con mắt dưới đây lại. Đây là gì nè các bạn thấy nè, đây là cái để nguyên vậy ha, cái lấy cái ngón tay đẩy vô, đẩy vô, còn cái xe nha các bạn, cái xe cho nó sạch bụi á, oxy hóa nó nằm đây nè, oxy hóa rồi nó làm ảnh hưởng nó, rồi đem ra phơi nắng nha các bạn, phơi nắng khoảng 10 đến 15 phút nắng nắng gắt á, phơi nắng. Rồi rồi ok, mình thử thử nha các bạn, rồi mình xe thử nè, quá tuyệt vời luôn các bạn, thấy không? Lên xuống rất tuyệt vời, thấy không? Nhẹ thôi nè, để nhẹ thôi nha, thấy không? Tuyệt vời. Bấm là nhạy cực kỳ luôn. Đó, xe lên nè. Đó, xe lên. Xe lên. Nó đi nó không có bị loạn chọn. Rồi chỉ ăn chuột đâu là phải chỗ đó. Các bạn thấy không? Cái nhẹ nhẹ nhàng thôi. Đó, nhẹ nhàng thôi là ra hết. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Chúc các bạn sửa được những đồ vật ở trong gia đình, trong văn phòng của mình hiệu quả một cách hiệu quả nhất nha.